Nội ơi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nội đã suy nghĩ rất nhiều, đứa bé lớn lên sẽ như thế nào? Chúng tôi trả lại tài sản cho bà. Cảm ơn các anh. Dạ không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Mời bà ký vào đây. Dạ. Con ơi, sao con hư vậy? Mới dặn con bao nhiêu lần. Trời ơi, hành trang. Trời ơi, cái đứa này là... Dạ, là con Tuấn Anh, chắc của nội đó. Tổ tiên trừng phạt tôi rồi. Con ơi, cha của tôi à. Không được, nếu chuyện nó xảy ra thì nội làm sao mà yên lòng nhắm mắt được. Nội, nội cứ bình tĩnh đi. Mà sao nội nghĩ xa vậy? Đứa trẻ sinh ra phải được sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Bây giờ ở ngoài đường, nội chứng kiến nhiều cảnh tượng đau lòng lắm. Con đừng tìm cái lý do để thoái thác nữa. Thôi, nội cứ bình tĩnh nghỉ ngơi đi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Để con sẽ nói chuyện với hành trang. Nội nhớ hồi con mới sinh ra, ba con đã hạnh phúc biết là chừng nào khi nhìn thấy con. Mẹ con là một người phụ nữ may mắn vì được chồng hết sức cưng chiều. Nhưng tiếc rằng mẹ con giăng số. Thôi, nội đừng nhắc tới chuyện cũ nữa. Thôi, con đi ngủ đi. Đi, đi ngủ đi con. Giấc mơ quái lạ, làm sao mà mình có thể có con với cô ta được chứ? Hạnh
sáng, một bản hợp đồng hôn nhân. Ông hiểu chứ? Ông là ông chủ, cô ta là nhân viên, và trong bản hợp đồng này cô ta không có bất cứ quyền lợi gì trừ vai trò người vợ. Ngoài việc ông đóng kịch hay trước gia đình ông, thưa bác sĩ, đây là hồ sơ vừa kiểm tra tình hình hiện tại của mẹ em, xin bác sĩ xem giúp em. Đưa đây tôi coi. Căn bệnh của mẹ em là một căn bệnh không thể điều trị khỏi, chỉ có thể không cho nó phát triển thành những cơn co thắt hoặc nhồi máu cơ tim, em hiểu chứ? Mà muốn ngăn ngừa được thì phải phụ thuộc vào việc uống thuốc thường xuyên và điều đặn. Đây là cách duy nhất để bệnh không phát tán. Em hiểu rõ ý tôi chứ? Phòng học phí học bổng, nhắc ông đóng tiền học kỳ này. Tôi biết rồi. Ông mau đóng sớm đi, nếu không không được thi đâu. Tại giờ này tôi kẹt tiền quá, tôi không biết xoay đâu ra đó. Ê, ông có cách nào không giúp tôi với? Tôi cũng chỉ tiết kiệm từ tiền đi dạy gia sư thôi. Vậy hả? Ê, ông còn mối nào không? Giới thiệu tôi với. Để tôi giới thiệu ông tới trung tâm mà tôi biết. Tôi cảm ơn ông trước nha. Bạn bè mà, có gì đâu. Dạ. Em có muốn thử không? Chị Hai làm gì vậy? Sao? Ngon không? Cay quá à. Việc làm thêm của chị á, cay muốn chết luôn vậy. Chị làm á hả? Vì năm muối, biểu chị đóng hộp cho nhà hàng. Vài bữa nữa vì năm dạy chị muối, tự chị muối luôn. À quên nữa. Chị Hai. Thôi. Chuyện gì? Chuyện gì nói cho chị nghe coi. Dạ thôi không có gì đâu. Nè, đừng có cái kiểu đó nha. Có cái gì nói chị nghe coi. Dạ. Em chỉ muốn nói chị Hai đi ngủ sớm đi, để giữ gìn sức khỏe nữa. Dạo này cũng tình cảm ghê quá ha. Chị Hai vẫn khỏe, lo mà học với ông tướng. Dạ. Chị Hai. Bắt đầu từ tối ngày mai á, em bận rồi, chị ở nhà canh chừng má nha. Ủa, em đi học thêm hả? Dạ em học thêm cả tối. Chị
sẽ sắp xếp, không phải lo cho chị. Cứ lo mà học đi ha. Chuyện gì vậy anh? Cô tránh ra đi. Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Không liên quan tới cô. Tránh ra. Đức Anh, cô có làm gì vậy? Nội, tôi đau quá. Đau quá nội. Rau hành trang đem tới lúc nào cũng tươi và ngon hết. Hứa cái gì? Làm việc đi. Nói nghe. Dạ chào giám đốc. Chào giám đốc. Dạ bếp trưởng ở bên trong có giám đốc. Dạ. Dạ, giám đốc tìm tôi hả? Hành trang có đây không? Dạ, đã lâu lắm rồi. Cô ấy không có vô đây. Đưa rau xong là về liền à giám đốc? Tôi không nói đến chuyện đó. Tôi nói là cô ấy vẫn đưa rau ở đây chứ. Dạ. Vậy mấy giờ cô ấy đưa đến? Dạ, cũng tùy à. Tính của con nhỏ này nó thất thường lắm giám đốc. Dù sao thì camera vẫn hoạt động tốt. Không biết giám đốc và con nhỏ này có chuyện gì đây. Vậy hay gì? Nè. Dạ. Dì hỏi thiệt nè. Dạ. Con có thiếu nợ giám đốc không? Không, một đồng cũng không. Rồi, vậy thì tao biết rồi. Mày gây lộn với vợ chưa cưới của giám đốc phải không? Lại càng không. Cô ta không đáng để con làm như vậy. Sao kỳ vậy? Thì tại sao giám đốc đòi gặp con để làm cái gì? Con không có việc gì để gặp anh ta hết á. Dì cứ mặc kệ anh ta đi. Ngày nào con cũng vào trong nhà hàng, mà nhà hàng chỗ nào cũng có camera không à. Trước sau gì giám đốc cũng thấy con à. Ha. Dì nhắc con mới nhớ. Gì đây? Kỳ này phải dùng tắc kè mưu thôi à. Cái gì? Tắc kè mưu là cái gì? Thì tại vì con từng đi đám cưới trong đó cũng nhiều rồi, tất nhiên là phải biết quá trang chứ. Chứ con nhỏ này thiệt tình.
Alo. À, tôi bận rồi, đợi chút đi. Alo. Tôi bận lắm. Giám đốc ký trên cái này. Trời ơi, chết rồi, không biết làm sao luôn. Có sao hôm nay nữa. Tôi luôn quá, em đi. Đừng có nói gì hết. Nói nữa. Ai làm chuyện này? Dạ em. Câu hả? Dạ, ý em nói là em không biết. Tôi nhắc lại, ai làm chuyện này? Nếu không ai đứng ra nhận, tôi sẽ đuổi việc tất cả. Dạ, em thề là không ai làm chuyện này hết á. Trời đất ơi, tự nhiên đòi đuổi việc à. Em cũng thề. Em cũng thề. Dạ em cũng thề. Đâu có làm đâu. Dạ em thề, em không có làm. Không lẽ lại là cô ta? Ông đi rồi. Rồi giờ sao? Giờ sao vậy? Giờ biết làm sao? Thôi làm đi. Thôi làm đi. Có chuyện gì vậy? Dạ em trình phiếu chi tháng này. À, tôi sẽ giữ lại hóa đơn này. Kêu chủ hàng trực tiếp lên đây gặp tôi để thanh toán. Có chuyện gì không anh? À, không có gì. Anh báo cho em biết đó là hóa đơn gì để em cùng báo cho chủ hàng. Hóa đơn rau. Dạ em xin phép. Càng ngày càng nhiều yêu sách. Khó hiểu. Dạ thưa cô, con về. Cháu để cô một chút đã. Dạ. Cháu cầm đi, đây là tiền cô bồi dưỡng thêm cho cháu. À, dạ thôi cô. Dạ thôi cô, con không lấy đâu. Hồi nãy chú trả lương cho con rồi mà. Cháu cứ cầm lấy đi mà. Nhờ cháu nhiệt tình dạy dỗ mà em nó mới học hành tiến bộ. Đây là cô bồi dưỡng thêm, cháu cầm lấy cho cô vui. Dạ thôi cô không nhận đâu. Cháu cứ cầm lấy đi mà. Bà ơi. Cô ơi. Cô ơi cô. Lại mày, đứng lại. Ây da. Mày lấy nha. Đưa tiền đi. Đắp lên được không? Tôi là sinh viên nghèo làm gì có tiền. Lục số đó. Mày làm gì vậy? Nghèo hả mày? Nghèo mà cũng không có tiền hả? Cắm đi. Im. Sao hả mày? Chạy đi.
em về trễ vậy? Em bị sao vậy? Em có sao không? Chị coi. Dạ em bị té xe. Vô nhà đi. Trời ơi, té làm sao mà chị có cái mặt bầm không vậy? Tại em té dập mặt xuống rồi chị hai. Trời ơi. Ê da, chị hai làm gì mà đau quá vậy? Má ngủ. Trời ơi, thiệt tình à. Hay là đi đánh nhau ở đâu phải không? Ừ. Gì vậy? Bộ chị hai thấy em giống mấy thằng côn đồ lắm hả? Em phải biết giữ mình. Đưa chị coi. Thanh niên bây giờ sốc nổi lắm, biết chưa? Chị hai. Má uống thuốc chưa chị hai? Không, hết thuốc rồi. Má từ ngủ á. Mai em ở nhà, chị lên nhà hàng thanh toán rồi đi mua thuốc cho má. Dạ. Té gì dữ vậy nè? Trời ơi, để yên. Hành Trang, đây đưa đây để anh xách cho. Chị thanh toán giùm em hôm nay với mấy hôm trước luôn. Ừ. Để chị chúc nha. Dạ. Công nhận rau Hạnh Trang đưa tới nó tươi giống như là người đưa rau vậy đó. Anh bấy bữa nay bị lẹt gian dần dữ em. Sao? Ngày xưa tôi cũng là học trò chứ bộ. Không được em ơi, người ta không thanh toán. Không cho thanh toán. Sao kỳ vậy? Em giao đủ số lượng đúng ngày giờ mà. Chị không biết nữa, nhưng mà giám đốc nói quá đơn rau phải trực tiếp lên phòng giám đốc thanh toán. Kỳ vậy? Trời, có trời mới biết được. Thôi bây giờ em lên phòng giám đốc đi cưng. Dạ. Đi đi. Lại chuyện gì nữa? Ủa chị, có chuyện gì vậy? Chị không biết, khó hiểu dữ em. Đèo quá. Đi đâu đây? Lên gặp giám đốc hả? Giám đốc của anh định giở trò gì vậy? Làm sao tôi biết được? Chắc là phát hiện ra điều gì gian dối từ cô rồi. Ê, nè nè nè, anh ăn nói cho đàng hoàng nha, không tôi kiện anh á. Kiện? Tôi không hơi sức đâu mà dây vào cô. Sao? Cô gặp giám đốc không? Mời vô. Vào đi. Cậu đi cùng với cô ấy à? Dạ. Sao? Ai mà thèm. Tại vô tình gặp anh ta thôi. Có việc gì không? Dạ, thưa giám đốc. Còn việc gì nữa không? Dạ, hết rồi ạ. À, tôi muốn gặp riêng cô ấy một chút. Dạ. Nè, thanh toán hóa đơn này giùm tôi. Chỉ có cách này tôi mới bắt được cô thôi. Gì? Trời ơi, tôi đâu phải là tội phạm đâu. Bắt chứ bắt. Thật không phải tội phạm không? Vậy việc này là cái gì? Cái gì vậy? Tôi không hiểu gì hết á. Tự nhiên là đưa tôi băng keo. À quên, cô là một người diễn kịch rất là xuất sắc mà. Thôi anh đừng nói nhiều nữa.
Không thích lấy rau của tôi thì cứ nói thẳng, thanh toán hết đợt này rồi thôi. Sao cô lại nghĩ vậy? Không những tôi sẽ thanh toán cho cô hết đợt này, mà còn tạo thêm việc làm cho cô nữa đó. Trời ơi, tôi cũng tin anh là tốt chứ tôi như vậy á. Việc gì thì việc, anh ký vô đó trước đã. Tôi thanh toán cho cô luôn đó. Sao? Cô sợ tôi trả thiếu à? Mấy người giàu thường hay lật lọng lắm, ai biết được. Nè, anh định cho tôi vô trồng nữa hả? Tiền thưởng của cô đó. Tiền thưởng? Vì rau quá sạch hả? Vì mang kịch. Sao? Khỏi cần, anh tha cho tôi với dì Năm là được rồi. Tôi về được chưa? Khoan đã, cô cứ ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn thỏa thuận với cô, đảm bảo cô sẽ thấy thú vị. Cô xem đi. Để chuyện gì nữa đây? Hợp đồng hôn nhân. Sao hả? Cô tìm đâu được một công việc vừa nhàn hạ mà lại vừa lương cao như vậy được chứ? Anh tôi biết cô đang xúc động, nhưng không sao, cô cứ ký vào đó. Chừng nào bình tĩnh, chúng ta bắt đầu công việc cũng được. Anh đừng có coi thường người khác quá nha. Tôi có chết đói cũng không có làm công việc hèn hạ này đâu. Hay cô chơi lương ít. Tôi có lòng tự trọng của tôi. Màn kịch trước gia đình anh chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nếu chuyện không liên quan tới dì Năm, dù anh đưa tôi tới công an, tôi cũng không làm đâu. Cô có nghĩ rằng mình đang tuột mất cơ hội kiếm tiền hiếm có không? Anh đừng có nghĩ có tiền sẽ làm được tất cả. Anh đem tiền của mình đi thuê người khác đi. Tôi nhắc lại cho anh một lần nữa, tôi là Hạnh Trang, anh hiểu chưa? Coi thường người khác quá đáng thiệt. Nhưng mà nhiều tiền cũng thích thiệt quá. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Đừng có để tiền làm mờ mắt nha. Anh Trang mà. Gia đình anh chỉ là bất đắc dĩ thôi. Anh đừng có nghĩ có tiền sẽ làm được tất cả.
Mời vô. Đội. Sao rồi không để Sen làm đi? Con chỉ là giỏi rượu bia thôi. Những cái thứ bổ dưỡng như vậy nội không trực tiếp mang lên, chắc gì con đã uống. Đội nhìn nè, con uống hết liền bây giờ á. Chừng nào thì hành trang gì đây? Dạ, con cũng đã nói rồi, nhưng cô ấy chưa quyết định. Vì sao nó lại không muốn về nhà này ở chứ? Nội à, nội đừng có bận tâm nhiều. Chắc cô ấy nghĩ rằng là giữa ba và nội đã chấp nhận cái chuyện cô ấy có thai dễ dàng như vậy. Nội thật là thất vọng về con quá. Con phải hiểu rằng nội không bao giờ chấp nhận hạnh trang, mà nội chỉ chấp nhận chắc của nội thôi. Con cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Con nói vậy là sao? Đâu có gì đâu nội, con chỉ cảm thấy hơi khó xử thôi. Chuyện Kim Ngân á hả? Được rồi, chuyện của Kim Ngân thì nội và ba con sẽ giải quyết từ từ. Cái việc cấp bách bây giờ là nội muốn chắc của nội phải được chăm sóc tử tế đầy đủ, mà cái hoàn cảnh như nó thì không thể nào mà có đủ để chăm sóc chắc của nội đâu. Nội à, nội cho con thêm chút thời gian nữa được không? Sen hả? Vô đi. Cái gì vậy nội? Đây là mấy thang thuốc dưỡng thai nội cắt ở ông Lan quen, hiệu thuốc con cua đó. Con đưa cho nó. Nội cầu kỳ chi vậy? Nội cắt cho chắc của nội chứ không phải cho tụi bay đâu. Nhưng sao vậy nội? Âm thanh in tai như thế này ảnh hưởng đến thai nhi đó. Con không chắc là cô ấy về đâu nội. Con nói như vậy? À không, con nói thôi, nội về nghỉ sớm đi. Nào giống cái dạy nào, biết làm sao bây giờ?
Kim Ngân gọi, Kim Ngân gọi. Ok đi tiếng Anh, ok đi. Kim Ngân gọi, Kim Ngân gọi. Ok đi tiếng Anh, ok đi. Kim Ngân gọi, Kim Ngân gọi. Ok đi tiếng Anh, ok đi. Dạ thưa giám đốc, hôm nay tôi có cần phải xuống bếp không ạ? Khỏi, tôi sẽ tự lo liệu lấy. Dạ, vậy tôi xin phép. À, kêu dì Năm lên đây. Dạ. Mời vô. Dạ chào giám đốc. Chị ngồi đi. Dạ. Tôi có việc muốn nhờ gì? Dạ, việc gì à? Hôm nay hành trang có đi làm không? Tôi xin lỗi, tôi không dám. Mà con hành trang cũng không dám vào bếp nữa đâu à. Vậy an tâm, tôi chỉ muốn gặp hành trang có chút chuyện riêng thôi. Lỗi là do tôi, chứ hành trang nó khờ lắm, nó không có ý gì đâu giám đốc. Không phải, tôi không muốn nhắc đến chuyện đó. Tôi chỉ muốn gặp hành trang. Nếu gì có gặp cô ấy, phiền gì nhắn giùm tôi. Mà gì nhớ đừng cho cô ấy biết. Giám đốc tha cho hành trang thiệt à? Dì nghĩ tôi giống kẻ hai lời lắm sao? Phiền gì? Dạ. Ý mà không được, hành trang nó nghỉ đưa rau mấy bữa nay rồi giám đốc. Vậy bao giờ cô ấy làm lại? Mà dì có biết nhà cô ấy ở đâu không? Dạ không biết. Cảm ơn dì. Ráng ăn chút cháo đi má.
Ăn cơm chưa vậy? Dạ, con chờ thằng Long. Nhìn em coi đó, má con ăn có được nhiều đâu. Đây, dì đút cho. Chị à, chị ráng ăn miếng cháo đi chị, để tụi nó không có yên tâm. Chị ăn đi chị. Tôi nuốt không nổi gì ơi. Ráng đi chị, ráng ăn đi mà chị. Chị phải ăn một miếng cho tụi nó yên lòng mà. Chị ráng đi. Dạ. Anh Trang à, sao hôm nay con không giao rau cho nhà hàng vậy? Dạ, tại rau không có ngon. Còn nhiều quá lỗ vốn chết à. Lát nữa con ủ má rồi đem ra chợ nhờ người ta bán giùm. Chị ráng ăn chút nữa đi chị. Nước đâu con? Dạ, nước nè má. Đưa gì? Chị nằm nghỉ đi. Chị nằm nghỉ nha, em về. Cũng nhờ dì Năm đút mà má con mới ăn được nhiều vậy á. Hạnh Trang à. Dạ. Một lát nữa con qua dì nha, dì có chuyện muốn nói với con. Thôi dì về. Dạ. Nè. Dạ. Uống ly sữa đậu nành nóng đi, dì mới nấu đó. Dạ. Coi chừng nóng. Cầm đi con. Khỏi. Nóng đó con. Nóng quá. Ngon lắm dì. Dì ơi. Bữa nào dì chỉ con nấu đi. Chứ hôm nay mấy lần nào con tự nấu á, thằng Long với lại má con cũng chơi dở chứ. Nè. Dạ.
Con định là không bỏ rau cho nhà hàng nữa à? Đâu có đâu. Có phải vì chuyện của dì không? Tại dì á hả? Con ghét cái mặt của cái ông giám đốc á. Thì ghét. Hôm qua giám đốc tìm gặp con đó. Dì đừng có nói cái gì nha. Bộ tụi bay có chuyện hả? Không phải như dì nghĩ đâu. Mà dì thấy con lạ lắm đó. Con chưa nghĩ tới chuyện đó. Ai mà thèm cái loại công tử bột đó. Lúc nào cũng nghĩ mình nhiều tiền, xong rồi hống hách. Người yêu con á hả? Phải là người thật là dễ thương. Thôi đi chị ơi, cho chị biết nghe chưa, chị ghét của nào trời trao chị của đó đó. Sao? Ai mà thèm cái loại mà hách dịch đó. Ghét. Tướng Anh chưa về hả con? Dạ chưa về má. Có chuyện gì vậy má? Con nghĩ sao về con nhỏ Hạnh Trang? Con không hiểu. Má nói đưa Hạnh Trang về đây mà. Thì vẫn thế. Thế nhưng má không hiểu tại sao có một việc như vậy mà sao thằng Tuấn Anh khó khăn quá. Dạ con mời bà, mời bác dùng trái cây ạ. Đây. Dạ rồi. Hay là con bé thấy nhà mình quý nó thì nó lại làm giá. Mà thằng Tuấn Anh lại cứ thích nó, trong khi con Kim Ngân lại hơn nó về mọi mặt. Tụi nhỏ bây giờ thiệt không hiểu nổi má. Má lo là má lo cho đứa chắc của mình. Dù sao nó cũng là máu mủ ruột thịt nhà mình. Sau đó mình lựa lời nói chuyện với mẹ nó, rồi đưa cho mẹ nó một khoản tiền, cho mẹ nó đi nơi khác lập nghiệp. Con thấy có được không? Dạ, con xin lỗi. Bữa nay con có chút việc nên con về trễ. Con ngồi xuống đi. Có chuyện này hay lắm. Sen. Dạ. Dạ thưa bà, đây ạ. Nè, con giải thích cho nội nghe thử. Sáng nay con vội nên con quên mất. Con định qua mặt nội hả? Má có muốn con làm liền không? Ba định làm gì vậy? Con nghe rõ rồi đó. Nếu con không đưa Hạnh Trang về đây thì ba và nội sẽ làm ngay. Con xin nội, con xin ba, cho con thời gian, con sẽ đưa Hạnh Trang về mà. Con chắc không? Con xin hứa. Bao lâu? Một tháng thôi ạ. Quá lâu. Con chỉ có một tuần. Thưa má, con lên nghỉ đây. Con nhớ đó, chỉ có một tuần thôi. Nội, lần này thì nội không thể chiều con được nữa. Nội, con có mua quà cho nội nè. Đẹp lắm nội. Đây. Nội không cần. Nội chỉ muốn đứa chắc của nội là đủ rồi. Sen. Đây là sữa dành cho bà bầu. Con bắt nó phải uống hàng ngày nghe chưa. Nội đã làm dấu bí mật vào đây rồi đó. Nó uống hết, con mang những thứ này về cho nội thấy. Nè, cầm lấy. Con nhớ nhắc nó uống hàng ngày nghe chưa. Ừ.
Ủa gì vậy? Dì Năm. Dạ chào quản lý. Cái mối rau của dì sao đây? Dạ để tôi kêu chị bếp đi lấy. Cậu dì xấu đi. Không thể để dì về ngoài được. Nếu trong ngày mai mà không tiếp tục được cho tôi thì sẽ cắt cái mối cái gì đi nha. Để tôi nhắc nhở nó. Tôi như nhượng mối quen của dì lắm rồi đó. Dạ. 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 Dạ chào quản lý. Nè, hôm nay ai đi lấy rau vậy? Dạ Cúc Mập, mà sáng giờ chưa thấy đâu hết á. Trời ơi, khách bây giờ mà gọi là chết cả lũ. Đi vô trong tủ coi còn chút nào không, đem ra chuẩn bị đi. Dạ. Dạ. Con dìa rau, kìa, con dìa rau, 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 rau đi đi. Sao lâu vậy? Thợ lâu lâu á, mới ra chờ có một lần. Người ta bó máu cho mấy người quen hết rồi. Vậy là dì Nam biết không, mấy bên đây mưa không có rau. Còn gồm dữ lắm mới được vô đây á. Thank you.
phải bằng mọi cách mua thuốc cho má mới được. Phải ráng lên anh Trang. Tháng trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi, mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy chị ơi em giao rau rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang ngày nè chị, bao nhiêu tiền giao chị? Vui ca cho tình yêu bỗng chấp canh như dạ 40. Chị đợi em chút, ta nghe hạnh phúc như về đây gửi chị. Dạ cảm ơn chị. Có gì, có lúc tôi gục ngã nhìn ngay trời hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhoi nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời qua, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao như tiếng cười và những khi bên người nay chẳng còn lo toan mệt nhọc. Sữa dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Giải quyết làm sao với cái này đây? Bỏ đi thì uổng quá. Ngày tháng trôi đi vui buồn tôi đã biết chi, mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tâm sự bỗng sang ngày vui dần đã nở hoa. Tim ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc đi về đây. Có lúc tôi gục ngã vậy ngay chưa hững hờ, nhưng mà khi hai em bữa nay cho em mua nửa dĩ thôi. Thuốc này mắc tiền mà lại còn hiếm dữ lắm, sao không mua hết dĩ đi, bữa sau chắc gì còn. Bữa nay em hết tiền rồi. Thôi em cứ cầm về cho mẹ uống đi, rồi chừng nào có tiền đưa chị cũng được. Cứ cầm đi. Cứ cầm về cho mẹ uống đi, không sao đâu. Em cảm ơn chị. Thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng có lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. La 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 la
kinh hoàng, quá kinh hoàng. Chuyện gì mà kinh hoàng vậy sếp hả? Chỉ là tưởng tượng thôi. Chắc chỉ là tưởng tượng thôi. Trời. À, xin lỗi, sếp ăn ở đây hả? Để em kêu tụi nó mang đồ ăn cho sếp luôn ha. À, tôi chưa đói, cứ ngồi xuống đã. Dạ. Wow, sao bữa nay sếp của em chịu tẩm bổ quá vậy ta? Cậu làm một ly không? Ừ. Sữa bao bầu. Ủa sếp, sao bữa nay sếp lại uống loại sữa này vậy? À thì mới bổ chứ, cậu không coi quảng cáo sữa tắm cho con nít hả? Mà người lớn vẫn dùng đó thôi. Nè, cậu uống thử xem có đúng như tôi quảng cáo không. Uống cái này á phải uống chung với vui. Kể từ ngày mai cậu lên đây uống chung với tôi. Dạ, nếu mà sếp cảm thấy nếu không phiền á thì em sẽ kêu mấy đứa nhân viên lên uống với sếp nha. À, như vậy thì càng tốt. Dạ. Chút miếng nữa em. Dạ. Anh Hải bị sao vậy? Liên quan gì tới mấy cô? Tụi em quan tâm anh thôi, anh quản lý làm gì nóng như vậy. Đứng lại. Nè, để anh có đề xuất với bà giám đốc là thấy mấy em làm việc rất là vất vả và siêng năng. Vậy hả? Bởi vậy quản lý có đề nghị tăng lương cho tụi em không? Chuyện này thì tạm thời thì chưa có, nhưng mà giám đốc có một chế độ ưu đãi và rất đặc biệt. Chế độ gì hả anh? Là uống sữa. Hả? Hả? Uống sữa hả? Ừ. Chịu không? Uống sữa vô á, dáng vẻ đẹp nè. Dáng tóc đẹp nè. Dáng đẹp tóc hả? Dáng người thon thả đẹp. Trời nè. Trời ơi vậy hả? Chịu không? Chịu. Đó bây giờ sếp đang chờ bên khu vườn bên kia kìa. Mấy người đi đi. Đó, bên kia kìa. Ừ, đi mày. Ừ. Uống đi. Mà hình như sữa này là dành cho... Ngon không? Dạ ngon. Hai cô uống nữa nghe, tôi pha thêm. Để nha. Quấy lên, quấy lên. Cái này á, uống vào rất tốt cho phụ nữ đó. Dạ. Ráng thêm một ly nữa nha. Dạ. Sữa đi má.
Má đỡ rồi, con đừng mua sữa nữa. Má đừng có lo, chỉ cần má khỏe là con vui rồi. Tội nghiệp con quá. Bữa nay con có giao hết hàng không? Dạ còn một ít, chị con sẽ đi giao tiếp má. Vậy thôi, con đi ăn rồi nghỉ đi, không thôi mệt đó. Má không tiếp nữa đã. Nè má, thôi con đi ăn cơm rồi nghỉ đi, không thôi mệt đó. Má nằm nghỉ nha. Thôi để má ngồi một lát, nằm hoài cũng ê người quá à. Gì vậy? Ba muốn vận động chút thôi. Đó, con thấy không? Má khỏe rồi nè, không cần uống thuốc nữa đâu. Má, đợi mai mốt má khỏe hẳn, má đi bán lại cho con đi học tiếp nha. Có người cần gặp à? Tôi biết rồi. Dạ rồi.
Dạ chào anh chị, mời anh chị vô. Cảm ơn. Dạ bên đây. Mời anh chị theo em. Sao anh lại tới quán bar? Em muốn đi nhảy hơn. Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Ông tưởng tôi còn nhiều lắm hả? Còn khoản nào khác không? Bao nhiêu nữa? 200.000 đô. Ông làm cái gì mà dữ vậy? Đào ở đâu ra? Còn tiền mà thu các nhà hàng đâu? Thì phải đầu tư xây dòng vốn chứ. Còn tiền mũi ngắn mũi dài nữa. Ông làm gì mà cần nhiều vậy? Làm ăn lớn. Có chiếm hàng sừng tê giác châu Phi. Tôi muốn mua một ít pha rượu độc cho nhà hàng mình. Bây giờ các tay chơi rất thích loại này, nhưng mà nó tinh ý lắm, phải hàng xịn mới được. Cần gấp lắm không? 2 tuần nữa. Để tôi tính lại đã. Con Kim Ngân vẫn chưa về hả bà? Nó báo nó về muộn. Mà ông định tính sao với nhà ông Bình? Biết tính sao bây giờ? Anh cũng bị bất ngờ như mình thôi. Mà tôi không muốn anh Bình khó xử. Chú trẻ bây giờ. Mà tôi không nghĩ cậu Tuấn Anh nhà ông Bình lại như vậy. Thưa ba má. Con ngồi đó đi. Ba má chưa ngủ hả?
Bác Bình có hẹn với ba. Bây giờ ý con sao để ba dứt khoát với người ta? Thì trước giờ sao, giờ vẫn vậy đi ba. Con chấp nhận vậy. Má nghĩ con thua con nhỏ đó sao? Bà nội Tuấn Anh đã nói với con rồi, kêu con ráng chờ đi. Tới khi đứa trẻ được sinh ra thì họ sẽ thử ADN liền. Con nghi là nó gài bẫy Tuấn Anh thôi. Con yêu Tuấn Anh à? Không hẳn. Nhưng danh dự phải trả giá bằng danh dự mà. Nè, bà cấm con không được xúc phạm đến Bắc Bình. Con đâu có ngu như vậy ba. Con chỉ muốn Tuấn Anh quỳ gối xuống chân con. Con sẽ có Tuấn Anh cho bằng được. Nó háo thắng người hệt ông. Bà, má, má à, má, má, con qua nhà bạn mượn cuốn tập cái nha má. Má nhà mình được không? Được mà, con cứ đi đi. Má có thấy mệt đó thì má uống thuốc nha. Con đi nha má. Ha ha ha.
Ráng lên má. Mới xỉu á, em mới đỡ máu vô á. Học nữa đâu. Em nói gì vậy? Em phải đi học. Em không được phép làm như vậy. Em muốn giúp chị. Chị không cần. Chị tự lo được. Cách tốt nhất để em giúp má với chị là em phải đi học, hiểu chưa? Chị biết má. Hết thuốc lâu lắm rồi. Hết rồi mà hết. Thuốc còn trong lọ kìa. Má gạt chị á. Má sợ thì tốn tiền. Má lấy thuốc khác bỏ vô cái lọ đó, gạt chị em mình á. Thật sự má hết uống thuốc lâu lắm rồi. Sao má lại làm vậy? Có chết em học xong mới làm cái gì, đúng không chị hai? Chị có lỗi với má và em, chị sẽ cố gắng, em đừng có bỏ học nha. Em thấy mình tệ quá chị à. Khổng quá à. Chị hai. Long à, em nghe lời chị, đừng có nghỉ học nha em. Không có được khóc.
tình hay sao mà cái mặt bí xị vậy? Đâu có, con đang thất bát. Mối rào quá trời, sao kêu thất bát? Con hết bỏ rau cho nhà hàng đó rồi. Ủa, bộ tụi đang hiếp con hả? Dạ đâu có, tại con có chuyện riêng. Dạo này con kẹt quá. Thôi được rồi, vậy để cô giới thiệu cho con một nhà hàng này cũng lớn lắm. Thiệt không cô? Thiệt mà. Cảm ơn cô. Xin lỗi, chị hỏi ai ạ? Dạ, chị cho em gặp quản lý ạ. Có gì không chị? Dạ, em được giới thiệu tới gặp quản lý ạ. Dạ, mời chị vô đây. Mời chị ạ. Chị Thanh ơi. Thưa chị Thanh, có người cần gặp chị. Có chuyện chứ không? Rồi có chuyện chứ? Dạ, em tới đưa rau cho nhà hàng. Để Lệ Tuyên hả? Đưa họa đơn đấy. Dạ không. Rồi có chuyện chi? Dì Tư giới thiệu em, nhà hàng có nhu cầu cần rau sạch, em sẽ để rẻ cho. Cửa hàng của em tên chi? Em không có cửa hàng. Rửa ái chứng nhân đó là rau sạch. Dạ. Nhà hàng của tôi là một nhà hàng đẳng cấp. Chúng tôi không nhận hàng từ những nơi mà không được chứng nhận. Em thông cảm hỉ. Dạ. Tôi xin lỗi ạ. Ai vậy? Dạ, họ đến mời lấy rau. Đưa rau hả? Dạ. Nè. Chị kêu tôi hả? Chứ cô nghĩ tôi kêu ai? Với nhân viên tôi có cách gọi riêng. Vậy chị muốn lấy rau hả? Anh ấy vẫn để cho cô làm chuyện này sao? Chị muốn nói ai? Không lẽ cả ba của đứa con trong bụng cô mà cô cũng không nhớ hả? Tôi nhớ rồi. Cô là người bị bỏ rơi hôm trước chứ gì, đúng không? Đừng có vội kiêu ngạo. Nếu như Tuấn Anh yêu cô thì cô đã không khổ như vậy đâu. Xin lỗi, tôi không rảnh nói chuyện với cô. Nếu như không ai lấy rau thì cứ đến đây, tôi nhận cho. Tôi sẽ dặn nhân viên của mình nhớ mặt của cô là chủ hộ của nhà hàng Tuấn Anh. Bám sát xem cô ta sống ở đâu. Nhanh lên. Thank you.
Giám đốc, những gì giám đốc nói là sự thật hả? Thực tình bây giờ tôi cũng không nghĩ là sự việc lại đi xa đến nước như vậy. Hay là bây giờ giám đốc thú nhận với gia đình đi. Tôi cũng có nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng nếu thú nhận bây giờ thì tôi vẫn phải thực hiện cuộc hôn nhân với cả Kim Ngân, và bị trói buộc bởi Kim Ngân thì tôi không thể. Nhưng mà bị trói bởi Kim Ngân hay Hành Trang thì có gì đâu mà khác. Hành Trang là bị trói buộc bởi bản hợp đồng. Tôi có thể chấm dứt hợp đồng này ngay khi có thể. Giám đốc, giám đốc sẽ không làm gì nó chứ? Nhìn mặt tôi giống như vậy sao? Tôi xin lấy cả gia đình mình ra để bảo đảm. Dì thấy đó, nơi tôi chuẩn bị tất cả những thứ đó cho cô ấy. Dì giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh này. Chỉ có dì nói với Hành Trang, may ra cô ấy mới nghe theo. Nhưng mà Hành Trang nó bướng lắm, tôi cũng không hứa gì với giám đốc đâu à nghe. Trong sự nhờ dì đó. Dạ. Nói, món này đẹp này nói. Ừ. Má cũng quan tâm đến thời trang đó hả? Con chào bác. Đây là những mẫu thời trang mới nhất dành cho người lớn tuổi đó bác. Dạ, thưa bà, thưa bác, thưa cô, cơm nước xong rồi con mời mọi người dùng ạ. Dạ. Thằng Quỷ này vẫn chưa về. Để nó đi má, con đói bụng rồi, mình ăn đi. Thôi, ta ăn, ăn đi. Ăn đi con. Dạ. Từ hôm đó tới giờ Tuấn Anh nó có gặp con không? Dạ, hôm bữa con với ảnh có đi ăn với nhau. Nó biết lỗi vậy là tốt rồi má. Nội nghĩ nó cũng hoàn toàn bất ngờ như chúng ta vậy thôi. Con nên thông cảm, rồi từ từ gia đình nội sẽ giải quyết cho tụi bay ổn thỏa. Dạ, nội và bác cứ yên tâm, con là đứa có ăn học, được giáo dục trong một môi trường nề nếp, chứ không phải là những loại người sống buông thả kiểu đó đâu. Cũng tại nội, từ khi nó về nước đã không sát sao với nó, để nó quan hệ với loại người đó mà không hề biết. Bác thấy con chịu thiệt thòi quá. Dạ, thanh niên khó tránh khỏi sai lầm, người đáng trách là cô gái đó. Chỉ có loại người vô liêm sỉ, không có lòng tự trọng mới làm những việc đáng xấu hổ như vậy thôi. Thôi, ăn đi con. Càng nói nội càng sốt ruột. Nội, anh Tuấn Anh có thường xuyên về trễ giờ cơm vậy không nội? Chỉ khi nào có việc thôi. Ăn xong cứ lại đây chơi, chờ Tuấn Anh về con à. Dạ không được nội à. Con không được về khuya quá hơn 10 giờ, ba má con dặn vậy rồi. Dạ cũng đúng á, con gái mà nề nếp vậy là tốt lắm. Nội, nội nói cái cô gì đó làm nghề gì vậy? Nó đưa rau cho nhà hàng. Vậy thì đúng rồi. Con nói vậy là sao? Hôm bữa cô ta tới nhà hàng con để mời lấy rau, con thấy hơi ngờ ngợ. Nhưng nhìn cái vẻ nhếch nhác bẩn thỉu của cổ, con không nghĩ lại là cô gái đó. Con có chắc không? Ban đầu con cũng thấy nghi ngờ lắm, cho nên con mới gọi cô ta lại để kiểm chứng. Là cô ta à? Dạ. Con chỉ muốn biết nếu thật sự là cổ thì con sẽ ra tay giúp đỡ. Ai ngờ cổ chửi bới con trước mặt đám nhân viên, đã vậy còn ngang nhiên nhận mình là vợ tương lai của anh Tuấn Anh nữa chứ. Cái gì? Nó dám nói vậy.
đúng là không còn mặt mũi nào hết. Cô ta xúc phạm con thì con có thể chịu được, đằng này cô ta còn nhảy chồm chồm lên với cái vẻ bẩn thỉu của mình, thì cái đám nhân viên của con làm sao tin được đó lại là... Con nói nó nhảy chồm chồm lên hả? Dạ. Trời đất ơi, cháu tôi nó không biết điều một chút nào cả. Bây giờ chắc tôi nó được sinh ra trong cái môi trường vậy thì dòng họ này sẽ tàn lụi mất thôi. Con xin phép nội, xin phép bác, con về nha. Thỉnh thoảng con qua chơi với nội nha. Dạ, nội ráng giữ gìn sức khỏe nha. Ừ. Thưa nội, thưa bác, con về. Ờ, con về. Con tính sao? Không thể để mất danh dự gia đình mình như vậy má. Má không quan tâm đến danh dự, má quan tâm tới đứa chắc đang nằm trong bụng của nó kia kìa, đang từng ngày từng giờ gặp nguy hiểm kìa. Dì Năm ơi, dì Năm ơi, vô đây con. Dì Năm. Ừ. Ngồi. Ủa? Đi con. Dì Năm móc gì vậy? Thì móc cái khăn cho con Đức Long nè, mùa đông sắp tới rồi. Hồi còn khỏe má con cũng hay móc cho tụi con lắm. Ủa, mà bữa nay dì nghỉ cả tối hả? Ừ. Nghỉ ở nhà không chịu ngủ sớm đi, còn ngồi đan móc móc nữa. Chứ bây giờ tôi sống có một mình nè, tôi rảnh rang, tôi buồn tay buồn chân, tôi không biết làm gì, tôi móc chứ có gì đâu. Ừ, con qua đây rồi ở nhà ai con mẹ con vậy? Dạ thằng Long gì? Dạ dạ. Dạ. Anh Trang nè, con rảnh không? Có gì mà nghiêm trọng quá gì vậy? Có việc. Nói cho dì nghe coi, lúc này con bỏ mớ rau ở đâu? Dạ... Thôi, đừng có giấu gì nữa. Dì Năm ơi, dì con. Dì ơi, chuyện gì? Dì Năm ơi. Dì Năm, cái gì vậy? Má con sao vậy? Má con sao? Má sao vậy? Má con chung chuyện liền đi. Lẹ lên con, lẹ lên. Bác sĩ, ai là người nhà của bệnh nhân Trần Thị Mỹ Hạnh? Dạ em. Mời vô. Dạ. Đi lên. Má em lên cơn co thắt động mạch vành, giờ đã qua cơn nguy hiểm. Má em có sao không bác sĩ? May là đưa đến kịp. Hiện tại chúng tôi đang dùng thuốc an thần, bởi nếu bệnh nhân tỉnh tim sẽ hoạt động nhiều, và như vậy sẽ có những cơn co thắt động mạch vành mới. Vậy có cách nào khác không bác sĩ? Hiện tại chúng tôi đang theo dõi. Gia đình nên xác định tư tưởng, chắc phải nằm viện lâu đó. Các em về lo thủ tục nhập viện đi. Bác sĩ ơi, bác sĩ cứu má em nha bác sĩ. Trời, cô bé này hay thiệt. Làm bác sĩ không cứu người thì cứu ai? Hai em về lo thủ tục nhập viện đi. Dạ, em cảm ơn bác sĩ.
Người ta đang tiêm thuốc chờ cho má con ổn định trở lại. Chắc lần này má còn nhập viện lâu quá vậy. Không lo quá. Thôi nín đi, nín đi con, bình tĩnh lại. Em nói với hai rồi, để em đi học kiếm tiền mà chị hai không cho. Thôi 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 thôi, bây giờ không phải lúc tụi bay cự nhau. Đức Long, con đi về nhà lấy quần áo của má và chị con đi. Còn anh Trang nữa, con làm thủ tục cho má đi con. Đi đi, còn ngồi đó làm gì nữa. Đi đi con. Nè, con còn bao nhiêu tiền? Dạ, khoảng vài trăm ngàn thôi dì. Thôi được rồi, con ở lại lo cho má đi. Để dì về nhà vay mượn bà con xem có được không. Còn tiền nhập viện á, một lát dì sẽ đưa Đức Long, nó cầm vào. Ở nhà dì còn một ít. Dì. Thôi, lúc này không phải là lúc làm chảnh đâu nghe chưa. Đừng có khóc nữa. Thôi dì đi về, mai dì còn phải đi làm nữa. Có gì phải gọi điện thoại cho dì nghe. Nghe con. Nhanh lên, xong chưa? Giám đốc tới rồi kìa. Chắc lần này má còn nhập viện lâu quá vậy. Em nói với hai rồi, để em đi học kiếm tiền mà chị không cho.